Có một số anh em gọi điện cho bên em hỏi là thế bên anh có hai cục đẩy đều là công suất 1.000W một kênh thì theo anh thì nên chọn cục đẩy nào? Thì ok, ngày hôm nay thì bên em có giải thích một số thắc mắc của các bác khi chúng ta chọn đẩy hai kênh mà công suất thì đều là 1.000W của bên em. Thì hiện tại thì bên em đang có hai cục đẩy 4 kênh công suất là đều là 1.000W một kênh ở 8 ôm. Thì như con trên này các bác có thể thấy là con NXHD 4.10, sản phẩm này bên em đang bán rất là nhiều nhá. Đấy, và một cục đẩy LT4000 Flux, công suất của nó cũng là 1.000W một kênh nhân với 4 kênh đúng không ạ? Thì các bác có thể lựa chọn hai sản phẩm này. Thì thật ra thì chất âm thì nó như nhau. Ok dạ, chất âm như nhau. Nó sẽ khác về cái vấn đề như thế này thì em sẽ nói rõ cho tất cả các bác. Đầu tiên là về hình thức mặt đúng không ạ? Nó sẽ khác anh em nhé. Đấy, kể cả những cái nút chiết áp để chúng ta vặn chỉnh âm lượng này, nó cũng đặt theo cái chiều dọc, nó không phải theo chiều ngang như con dưới này, và nó cũng nhỏ hơn. Ok dạ. Và cái thứ hai nữa đó là cái màn hình ở đây nó có một cái màn hình hiển thị đèn led. Đấy, một cái màn hình hiển thị tất cả các thông số kỹ thuật ở trên cục đẩy LXHD 4.10, nó sẽ hiển thị ở trên đây. Rồi là có rất là nhiều các chức năng nó sẽ hiển thị ở trên đây anh em nhé, ở trên con LHD 4.10 này đó. Còn với cục đẩy LT 4000 Flux thì nó sẽ không có. Ok dạ. Và cái quan trọng nữa đó là con HD 4.10 này thì nó chạy 80 sò LJW. Còn với con LT 4000 Flux, nó công suất của nó thì 1.000W nhưng mà sò của nó thì nó chỉ có 72 sò. Thì anh em có thể lựa chọn. Nói tóm lại thì hai cục đẩy này về hình thức thì rất là đẹp và chất âm thì nó như nhau. Quan trọng là các bác lựa chọn như thế nào cho hợp lý thôi anh em nhé. Về về giá thành thì hai sản phẩm này thì nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Như con HD 4.10 này công suất của nó là 1.000W đấy, giá thành của nó là chỉ có 9.500.000 đồng. 9.500.000 đồng nhưng mà trong đó đã là bao ship rồi em nhé, trong đó là đã có gồm phí phí ship rồi. Còn con LT 4000 Flux này giá 9 triệu rưỡi. Đấy. Con này là 9 triệu. Con LT 4000 này nhé là 9 triệu. Đấy. Con LT 4000 này là 9 triệu là không bao ship. Còn con HD 4.10 này là 9 triệu rưỡi. Đấy. Bao ship. Ok chưa ạ? Một con 9 triệu rưỡi bao ship và một con là 9 triệu không bao ship. Thì các bác có thể lựa chọn làm sao cho hợp lý. Còn chất âm như thế nào thì bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên này. Em sẽ bật công tắc nguồn lên nhé. Và sẽ test một cái bản nhạc để các bác cùng nghe. Con này thì nó khá là hay và giá thành thì bao ship toàn quốc cho tất cả bác đây. Từng kênh một này. Kênh một này, ok dạ, tiếng nó quá hay luôn. Một kênh đánh tốt một cặp. Một kênh đánh tốt ra một cặp loa bass 30 hoặc cặp loa bass 40. Kênh 2. Ok dạ. Quá căng luôn, đúng không ạ? Kênh 3. Nghe rất là đã tai đúng không ạ? Kênh 4. Ok chưa ạ? Cả 4 kênh. Rất là hay và rất là chất đúng không ạ? Quá hay và quá áp lực luôn. Cắm nhạc trực tiếp từ máy tính. Đấy, thẳng vào đằng sau cục đẩy HD 4.10 thôi. Và sẽ link tín hiệu ra nhé, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Thì các bác có thể nghe chất âm nghe nó quá đa đúng không ạ? 9 triệu rưỡi cục đẩy HD 4.10 này bao ship đúng không ạ? Nếu như sản phẩm này mà ship vào miền Nam thì nó mất khoảng tầm 3 đến 350 anh em nhé, 300 đến 350, thậm chí có lời đến 400.000 đồng cái cục đẩy HD 4.10 đâu có tiền ship không. Đó, thì các bác có thể lựa chọn là sao cho hợp lý. Còn với con LT 4000 Flux này là 9 triệu không bao ship. Sản phẩm này, hai sản phẩm này thì em cũng đã mở nội thất rất là nhiều rồi. Đó, kể cả con LT 4000 Flux này vậy, mở nội thất và test chất âm rất là nhiều. Thì nói về đánh giá chất âm thì hai sản phẩm này thì nó đều như nhau.
Một cái thì nó là 80 sò, một con thì nó là 72 sò. Nó hơn nhau ở cái màn hình nét này nữa anh em nhé. Ở đây màn hình nét này nó sẽ là có một cái màn hình hiển thị ở đây, nó sẽ báo nhiệt độ của từng kênh này. Kênh 1, kênh 2 sẽ là 34 độ C này. Kênh 3, kênh 4 là 34 độ C này. Hiển thị là số lần quạt quay này ở trên cục đẩy này này. Và nhiệt và điện áp vôn đang là 220V em nhé. Chơi ở chế độ stereo hay là bridge hay panel nó sẽ hiển thị ở ngay trên đây. Đấy, một mẫu đẩy rất là đáng chơi để các bác làm sự kiện hoặc là anh em chơi karaoke gia đình thì rất là hay. Đó, tất cả hàng mới chính hãng thì sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm cho tất cả các bác. Ok chưa ạ? Nghe quá là chất luôn. Đó. Phải nói là hàng chính hãng thì nghe nó khác biệt hoàn toàn. Thì ok, một cái video giới thiệu chi tiết và phân tích chi tiết về hai cục đẩy 4 kênh để cho các bác ghép dàn karaoke gia đình hoặc là chúng ta làm sự kiện. Thì các bác quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để được tư vấn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.